Cô xin chào tất cả các em học sinh lớp 5. Cô xin tự giới thiệu, cô là Đào Thị Bích Hằng, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Thái Bình. Hôm nay cô rất vui được đồng hành cùng với các em trong tiết học toán này. Để mở đầu cho tiết học, cô cùng các em sẽ đến với trò chơi ô số bí mật. Ở đây cô có 3 ô số. Vậy ẩn sau 3 ô số này là những bí mật gì? Bây giờ cô cùng các em sẽ khám phá ô số 1. So sánh hai phân số 4 phần 11 và 6 phần 11. Thời gian cho các em suy nghĩ là 5 giây. Bắt đầu. Cô mời các em. Cô có 4 phần 11 nhỏ hơn 6 phần 11. Xin chúc mừng những bạn đã điền dấu giống cô. Xin mời các em đến với ô số 2. So sánh hai phân số 15 phần 17 và 10 phần 17. 5 giây cho các em suy nghĩ. Bắt đầu. Cô mời các em. Như vậy ta thấy 15 phần 17 lớn hơn 10 phần 17. Một lần nữa xin chúc mừng những bạn đã có bài làm giống cô. Vậy ô số 3, bí mật ẩn sau ô số 3 là gì? Các em hãy hướng lên màn hình. Một lẵng hoa rất là đẹp, cô muốn gửi tặng tới tất cả các em. Cô hy vọng rằng các em sẽ có một tiết học thật là vui vẻ và sôi nổi. Trong phần khởi động vừa rồi, các em đã được so sánh hai phân số. Để giúp các em nắm vững hơn kiến thức về so sánh hai phân số, cô mời các em cùng học bài học ngày hôm nay, ôn tập so sánh hai phân số. Cô mời các em cùng mở sách giáo khoa trang 6, trang 7 để học bài. Trong bài học này, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về một số nội dung sau. So sánh hai phân số cùng hoặc khác mẫu số. So sánh phân số với đơn vị. So sánh hai phân số cùng tử số. Trước hết, cô mời các em cùng tìm hiểu nội dung thứ nhất. So sánh hai phân số cùng hoặc khác mẫu số. Đầu tiên, so sánh hai phân số cùng mẫu số. Cô mời các em đến với ví dụ thứ nhất. So sánh hai phân số 2 phần 7 và 5 phần 7. Cô mời các em. Trước khi so sánh hai phân số này, các em nhận xét cho cô hai mẫu số. Hai mẫu số ở đây đều bằng nhau và bằng 7. Vậy để so sánh hai phân số này, chúng ta chỉ cần so sánh hai tử số. Tử số của phân số thứ nhất là 2, tử số của phân số thứ hai là 5. 2 nhỏ hơn 5 nên ta có 2 phần 7 nhỏ hơn 5 phần 7. Vậy từ đây chúng ta rút ra kết luận gì? Khi so sánh hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn. Tiếp theo, cô mời các em đến với ví dụ thứ hai. So sánh hai phân số 5 phần 7 và phân số 2 phần 7. Ở ví dụ này, chắc hẳn không làm khó các em phải không nào? Tử số của phân số thứ nhất là 5, tử số của phân số thứ hai là 2. 5 lớn hơn 2 nên 5 phần 7 lớn hơn 2 phần 7. Từ đây ta có nhận xét gì? Khi so sánh hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Tiếp theo, cô mời các em đến với ví dụ thứ 3. So sánh hai phân số 2 phần 7 và phân số 2 phần 7. Chắc chắn ở đây chúng ta đều có thể điền ngay được dấu bằng phải không nào? Từ đó ta cũng có thể nhận xét như sau. Khi so sánh hai phân số có cùng mẫu số, nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau. Như vậy, ở đây cô đã ôn lại cho các em về cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số. Cô mời các em
Cùng nhắc lại với cô nào. Khi so sánh hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn. Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn. Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau. Trong trường hợp muốn so sánh hai phân số khác mẫu số thì ta làm như thế nào? Cô mời các em cùng tìm hiểu tiếp. Ví dụ, so sánh hai phân số 3/4 và phân số 5/7. Cô mời các em tạm dừng video, vận dụng kiến thức đã học để thực hiện cho cô yêu cầu này. Cô mời các em cùng trở lại màn hình để chúng ta chữa bài. Khi so sánh hai phân số này, các em cần quan sát giúp cô hai mẫu số của hai phân số này khác nhau. Vậy để so sánh hai phân số này, trước hết chúng ta cần phải quy đồng mẫu số của hai phân số. Để quy đồng mẫu số của hai phân số, cô sẽ lấy cả tử và mẫu của phân số thứ nhất nhân với mẫu của phân số thứ hai. Và cô lấy cả tử và mẫu của phân số thứ hai nhân với mẫu của phân số thứ nhất. Ở đây, phân số thứ nhất là 3/4. Cô lấy cả tử và mẫu của phân số 3/4 nhân với 7. Cô được 21/28. Phân số thứ hai, 5/7. Cô thực hiện nhân cả tử và mẫu của phân số này với 4. Cô được 20/28. Vì 21 lớn hơn 20, nên 21/28 lớn hơn 20/28. Vậy 3/4 sẽ lớn hơn 5/7. Qua ví dụ này, bạn nào cho cô biết, vậy muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta làm như thế nào? Vậy muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử số của chúng. Cô mời các bạn cùng nhắc lại với cô nào. Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử số của chúng. Như vậy, qua phần này, cô đã cùng các em ôn lại cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số và hai phân số khác mẫu số để giúp các em nắm vững hơn kiến thức. Cô mời các em hãy cùng chuyển sang phần luyện tập. Trước hết, cô mời các em đến với bài tập số 1. So sánh 3/5 và 1, 2/2 và 1, 9/4 và 1. Cô mời các em tạm dừng video để làm bài. Xin mời các em trở lại màn hình để cô cho ta cùng chữa bài. Đầu tiên, phân số 3/5 và 1. Ta thấy phân số 3/5 có tử số là 3, mẫu số là 5. Tử số bé hơn mẫu số, nên phân số này bé hơn 1. So sánh phân số 2/2 và 1. Tử số là 2, mẫu số là 2. Tử số bằng mẫu số, nên phân số này bằng 1. So sánh phân số 9/4 và 1. Phân số 9/4 có tử số là 9, mẫu số là 4. Tử số lớn hơn mẫu số, nên phân số này lớn hơn 1. Vậy qua bài tập này, bạn nào cho cô biết, ở bài tập này có gì khác so với những ví dụ mà các em vừa tìm hiểu? À, như vậy chúng ta có thể nhận ra ngay rằng ở bài tập này có điểm khác so với những ví dụ trên ở chỗ là chúng ta so sánh các phân số này với 1 hay là so sánh các phân số này với đơn vị đấy các em ạ. Vậy bạn nào có thể nêu cho cô đặc điểm của phân số lớn hơn 1, bé hơn 1 và bằng 1?
phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1. Phân số có tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1. Phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số bằng 1. Đây cũng chính là nội dung mà cô muốn giới thiệu với các em trong phần ôn tập ngày hôm nay, so sánh phân số với đơn vị. Vậy bạn nào có thể nhắc lại giúp cô, muốn so sánh phân số với đơn vị, ta cần chú ý điều gì? Khi so sánh phân số với đơn vị, ta cần chú ý phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn 1. Phân số có tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1. Phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số bằng 1. Qua bài tập số 1, các em đã được ôn lại về cách so sánh phân số với đơn vị. Để thay đổi không khí của lớp học, cô mời các em cùng tham gia trò chơi. Trò chơi có tên hái táo. Ở đây cô có 3 trái táo. Các em có muốn hái 3 trái táo này không? Để hái được 3 trái táo này, các em cần phải thực hiện đúng mỗi yêu cầu ở từng trái táo. Mỗi yêu cầu các em sẽ có 5 giây suy nghĩ để trả lời. Nếu bạn nào thực hiện đúng ở cả 3 trái táo này, các em sẽ hái được 3 trái táo và các em sẽ là người chiến thắng. Bây giờ cô trò ta sẽ cùng tìm hiểu yêu cầu ở trái táo số 1. So sánh hai phân số 2/5 và phân số 2/7. 5 giây cho các em suy nghĩ. Bắt đầu. Cô mời các em. Các em hãy đối chiếu bài làm của cô. 2/5 lớn hơn 2/7. Cô xin chúc mừng tất cả những bạn đã thực hiện giống cô. Như vậy, trái táo số 1 đã được hái. Cô mời các em tìm hiểu yêu cầu ở trái táo số 3. So sánh hai phân số 11/2 và phân số 11/3. 5 giây cho các em suy nghĩ. Bắt đầu. Ở yêu cầu này chắc chắn không làm khó các em phải không nào? 11/2 lớn hơn 11/3. Một lần nữa cô xin chúc mừng tất cả những bạn đã làm bài giống cô. Trái táo số 3 đã được hái. Vậy yêu cầu ở trái táo số 2 là gì? Cô mời các em. So sánh hai phân số 5/9 và phân số 5/6. 5 giây cho các em suy nghĩ. Bắt đầu. Cô mời các em hãy đối chiếu bài làm của mình với cô nào. 5/9 nhỏ hơn 5/6. Một lần nữa cô xin chúc mừng tất cả các bạn đã thực hiện đúng. Trái táo số 2 đã được hái. Cả 3 trái táo đã được hái. Bạn nào mà hái được cả 3 trái táo, các bạn đã là người chiến thắng rồi đấy. Cô xin chúc mừng tất cả các em. Các em ạ, trò chơi vừa rồi cũng chính là nội dung bài tập số 2 ý A trong sách giáo khoa. Các em hãy quan sát từng cặp phân số và cho cô biết ở mỗi cặp phân số này có gì giống nhau. Ở mỗi cặp phân số, chúng ta thấy là đều có các tử số bằng nhau. Vậy, bạn nào có thể nêu cho cô cách so sánh hai phân số có cùng tử số? Trong hai phân số cùng tử số, phân số nào có mẫu số bé hơn thì lớn hơn? Phân số nào có mẫu số lớn hơn thì bé hơn? Như vậy, ở đây cô đã giúp các em ôn lại về cách so sánh hai phân số có cùng tử số. Cô mời các em cùng nhắc lại nào. Khi so sánh hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số bé hơn thì lớn hơn? Phân số nào có mẫu số lớn hơn thì bé hơn? Vậy trong trường hợp khi so sánh hai phân số
mà chưa cùng mẫu số và chưa cùng tử số thì chúng ta làm như thế nào? Cô mời các em cùng đến với bài tập số 3. Bài 3. Phân số nào lớn hơn? 3 phần 4 và 5 phần 7, 2 phần 7 và 4 phần 9. Cô mời các em tạm dừng video để làm bài. Xin mời các em quay trở lại màn hình, chúng ta cùng chữa bài. Ở cặp phân số thứ nhất, so sánh 3 phần 4 và 5 phần 7. Để so sánh hai phân số này, trước hết cô sẽ thực hiện quy đồng mẫu số ở cả hai phân số. Cô lấy cả tử và mẫu của phân số thứ nhất, cô nhân với 7 là mẫu số của phân số thứ hai. Sau đó cô lấy cả tử và mẫu của phân số thứ hai, cô nhân với 4 là mẫu số của phân số thứ nhất. Cô được 21 phần 28 và 20 phần 28. Vì 21 phần 28 lớn hơn 20 phần 28, nên ta có 3 phần 4 lớn hơn 5 phần 7. So sánh cặp phân số 2 phần 7 và 4 phần 9. Trước hết, các em nhận xét giúp cô 4 chia hết cho 2. Nên ở đây cô sẽ thực hiện quy đồng tử số. Cô sẽ lấy cả tử số và mẫu số của phân số thứ nhất, cô nhân với 2. Cô được 4 phần 14. Cô giữ nguyên 4 phần 9. Vì 4 phần 14 bé hơn 4 phần 9, nên ta có 2 phần 7 nhỏ hơn 4 phần 9. Như vậy, để so sánh hai phân số khác mẫu số và khác cả tử số, thì các em có thể thực hiện quy đồng mẫu số hoặc quy đồng tử số để so sánh hai phân số đó. Như vậy, qua bài tập này, cô đã giúp các em ôn lại về cách so sánh hai phân số khác mẫu số và khác tử số. Để giúp các em biết vận dụng cách so sánh hai phân số và giải bài toán có lời văn, cô mời các em cùng đến với bài tập số 4. Bài 4. Mẹ có một số quả quýt. Mẹ cho chị 1/3 số quả quýt đó, cho em 2/5 số quả quýt đó. Hỏi ai được mẹ cho nhiều quýt hơn? Ở bài này cô có thể tóm tắt như sau. Chị được 1/3 số quả quýt. Em được 2/5 số quả quýt. Vậy ai nhiều quýt hơn? Để giải quyết bài tập này, cô mời các em hãy cùng dừng video để thực hiện. Cô mời các em quay trở lại màn hình để chúng ta chữa bài. Vậy để biết ai được nhiều quýt hơn, các em cần phải so sánh hai phân số 1/3 và 2/5. Để so sánh hai phân số này, trước hết các em cần phải quy đồng mẫu số hai phân số. Quy đồng mẫu số hai phân số 1/3 và 2/5, ta được 5/15 và 6/15. Vì 6/15 lớn hơn 5/15, nên 2/5 lớn hơn 1/3. Vậy em được mẹ cho quýt nhiều hơn. Có bao nhiêu bạn thực hiện giống cô nào? Cô có lời khen tất cả các em đã có bài làm giống cô. Các em ạ, ở bài tập này các em đã biết vận dụng cách so sánh hai phân số vào giải bài toán có lời văn. Và trong cả tiết học ngày hôm nay, các em cũng đã được ôn tập lại cách so sánh hai phân số. Cô hy vọng rằng các em sẽ vận dụng tốt kiến thức này vào để làm rất nhiều các cái bài tập về sau. Ở trang số 7, các em cần thực hiện cho cô những bài tập còn lại mà cô đã đánh dấu vào vở ô ly và đọc bài chuẩn bị
Bài học lần sau giúp cô là bài phân số thập phân, trang số 8. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi. Xin chào và hẹn gặp lại các em.